Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với iRuby.vn. Hôm nay iRuby xin phép được giới thiệu một chiếc nhẫn Ruby sao. Vâng, ứng cử viên đó là viên Ruby sao chúng ta đến từ Yên Bái Việt Nam, hàng tự nhiên 100%. Cái thông số của cái viên Ruby sao của chúng ta đó là trọng lượng của viên này nó khoảng tầm 9 đến 10 cd, 9 đến 10 carat, màu đỏ tươi, màu rất là tốt so với phân khúc hàng sao, màu rất đẹp, sao nét, chuẩn trục, cân đỉnh, khối đẹp. Vâng, để mà đánh giá về một viên Ruby sao thì viên này tương đối là hoàn hảo, rất ổn cho cái tầm giá gọi là khá trở lên. Và chiếc nhẫn này được đúc bằng vàng 18K, vàng nguyên khối 18K, với cái kiểu dáng rất là đơn giản và thanh thoát, nhìn nó rất lịch sự khi chúng ta đeo ở trên tay. Vâng, và cái video này thì tôi thực hiện bằng đèn flash của điện thoại. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta quay bằng đèn flash thì viên đá đẹp thì nó sẽ vẫn đẹp, còn những viên đá mà nó không đẹp thì chúng ta quay ở dưới đèn flash thì nó sẽ rất là xấu, nó sẽ lộ hết các cái lỗi, các cái vết và màu sắc nó sẽ không được đẹp. Nhưng quay bằng đèn flash thì là nó thực tế nhất và nó đánh giá được chính xác nhất về cái màu sắc của viên đá cũng như chất lượng của viên đá. Thì khi chúng ta nhận được hàng thì chúng ta nhìn thấy bên ngoài nó còn đẹp hơn là cái đèn flash, bởi vì Ruby của chúng ta là nó ưa cái màu ánh sáng màu vàng chứ không ưa màu trắng. Và để nhận báo giá thông tin chi tiết nhất về chiếc nhẫn này thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại 0814419999 hoặc số Zalo 0969248666. Xin cảm ơn tất cả mọi người.